Thì chờ thì đông đông thì họ chờ xí mấy cũng đông chi, nhưng mà cái thằng Liên gọi là kêu có ai thì dư người thì cho quá à, nên hẳn nghĩ con mẹ nó nghĩ miết. Trình nói em, Trình nói em từ nó qua qua bến luôn. Chiều thì cũng có con bé kia rồi, Thư Em nghe Thư anh. em qua bên. Alo. Dạ. À, cái kêu ai tắt tắt cái ai cái đèn ngồi nha. Tắt tắt đèn, đèn đèn. À, cái đèn từ. Rồi, à, ok anh. Anh Bi chị gọi được cho Hà thôi. Suy nghĩ đi gọi được cái chi đây. Không thì báo thức là không. Thức bật đèn tắt đèn. Này gì lo không? Mình đưa một một Gì? Đấy, tất nhiên phải chạy luôn. vừa giờ vừa tưởng lên từ tắt. Bữa tối nhận tắt mà do tối nhận về cái nhận em đi để lên lại cho em tí. Cỡ mấy giờ tắt mình đi với mấy giờ nếu mà muốn tắt để buổi qua đêm hay là sáng mai tắt hay là khuya tắt? Là cái chi ta? Đều có để em tốn điện này. Bữa nay là tiết kiệm bớt đi em, nghèo rồi. À, chị thấy là làm bên kia chị chi đồ ra hết á, xong rồi trả lương trả đồ xong xuôi rồi á, là chị còn dư chắc tầm 10 triệu là chắc là đủ trả tiền giống như cho thuê nhà, mà thôi cũng phải ráng làm. Tiền kem nè, tiền nhập serum xe đồ các kiểu đủ thứ luôn đó, tiền sữa rửa mặt là chưa tính những cái hao mòn là máy móc đó, ngay chưa tính luôn đó. Chứ nó phải không nữa nè, nhiều khi làm nó đủ chi. Thế nên gọi là chị Lan tạo công việc làm cho em đi trước. Thì cái ấy chị tính ra là chị thấy đứa đó. Với lại chị qua bên đây là mất một khách bên đó rồi. Không, khách bên đó thì vẫn đều, nhưng mà ý là chị nói là Tính bảo nó tự nhiên đó là do ông bị gần bị hư rồi đó chứ hai chi. nhà đi vô hả? Nhà mới vô đó. Nhà ghê bay, nên có thần thái ghê đó. Nhà nó thích khúc à. Tự đi ngang qua cái gió vậy. Một cái quạt cho nó. Tiền khô thôi. Tối hôm qua không được ngủ ở nhà hắn sướng. Một mình làm một cái giường cũng đã. Hầu hơn má ta đi xuống một mình ta Sợ hả chị? biết răng không, ta có bình thường ta không có sợ, nhưng gặp con mèo không kêu, mà kêu ngay bên lỗ tai ta luôn, mà kêu một cách kinh khủng, nhưng phải kêu bình thường mà kêu dễ sợ luôn. Một mình chị đi xuống nữa mà tụi lại thôi thôi làm ta hơi nhường nhịn. Con mèo do cái hầm của mình mở cửa sổ ra À, mà đang cái hầm của mèo ở đâu đó bên cạnh nhà vậy. à, hình như keo ghê luôn á. Bên cạnh nhà là tối mọi tivi rồi mình cũng nghe, mà đứng dưới là nghe có chó hú hả? Nói chuyện mà mình nghe chó hú giờ nó hú giờ kìa ấy là chiều á, ở đây mèo kêu chó hú không mèo kêu buổi đêm mà không chim mị nữa gì chim mị nữa gì ta nói là đủ thành phần này. Mèo không kêu giờ đây để ta xin anh không nghe. Mèo không kêu ghê lắm, không kêu kênh này mà ăn keo, mà ăn keo ghê thiệt luôn, keo là ta sẵn luôn á, ta gặp tối mùng một nữa chứ, gặp tôi tự gặp tối mùng một nữa chứ, ôi trời, nhiều khi đang đi kêu bé, ai kêu mình,
biết bên kia đang nói chuyện. Hồi lúc đầu mình biết, sao mình biết rồi. Nhìn quanh nhìn quất tự ma kêu. Anh gặp nhà nói chuyện cũng ba lắm đó, nhà mình. Nhà bên này đúng không? Nhà vắng kêu á. Đấy là bữa sau mà mình nói chi là bên nó nghe, nghe đừng nói nhiều, đừng có nói bí mật quân sự nha. Mình nghĩ là mình cao mình nghe dễ hơn chứ họ nghe mình nói. Nói chuyện luôn nha. Chị buổi tối là chị... Ủa rồi, Hiền rồi là tắm ở đâu? Tắm tầng 2 được chị. À. Tại vì lấy chị đi mua thêm cái thao này chị để ở phía trên. Để làm gì biết không? Để giặt những cái đồ đơn giản á. Cái xô nè. Có xô không biết. Biết bụng rồi ta. Chưa mua xô. Do chị dùng xô hay quen xô chậu. Bà nhỏ kia là vừa rồi là thôi ta nói là mụn nặng là không biết khi muốn hết luôn á. Lỗ chân lông mồm có chừ đỡ ở dưới sợ. Ta cũng là con mèo đây bạn nghe. Mèo to đi mà đi sợ con mèo nhỏ con kêu đi á chứ. Con ăn nó đỏ mà thích. Ăn cơm nó cứ đắt để dành cho mèo. Sợ thiếu cô ăn nó kia xương cơm nhỏ nè. Xương mèo xương biết rồi. Đã khan. Hồi lấy chị nhớ lần chị bán là 50 nghìn. Một con 50 nghìn. Trâu con mèo luôn kìa. Tại vì nhiều quá em. Đã rồi kìa. Chị mẹ cho chị một con nó đẹp 5 con. Thầy nuôi thầy 6 con. Biết đó. Là thầy bán. Mẹ nhanh lắm. To mà con lớn lên nó có thể bán. Xưa thí thì thấy tỏ. Hồi xưa là mình có kiểu nửa cảnh mà nuôi lớn thì bán thôi. Bán để lấy tiền mà. Lấy tiền đi học. Thằng em chị thì nuôi chó và chị nuôi mèo. Sữa chợ nó mèo có. Còn anh đầu thì nuôi gà. Mẹ nuôi lợn. Nhà sợ thú rồi. Bố nuôi bò. Kêu nuôi cá nữa rồi. Cá nuôi trâu không em? Không nhà em nuôi bò chứ không nuôi trâu. Vì con trâu to em sợ á. Mua chứ con bò. Con bò nhỏ. Bà chị Cúc của chị á kìa, hồi xưa là bị trâu hút á kìa. Là bà lâu lâu bà hay chạm á, cái là kêu họ tới giếng với mình tới trâu. Bữa nay em đang bò bán có giá hơn, bò được tiết là bán có giá. Với là bò ăn ít hơn trâu ăn tạp lắm. Chị bò hồi xưa chị cỡ trâu đi dự trâu mấy cái mà. Hồi còn nhỏ nhỏ đấy chứ cũng lì lắm. Đây là em tay bò. Mỗi lần mua mà Hà bằng chạm hết tụi bay cái ô ba tay bò. Thế mà kiểu đất mềm như kia đất ruộng họ cày sới lên rồi á. Hồi xưa chị Hà đi giữ bò của ông anh mà ông anh nhỏ hơn em. Cứ ông giữ bò câu mà ông lấy cái dây sẹo ông cột vô bụng ông chuồng bò câu biết rồi. Ông lanh chanh nó nhảy chuồng lâu rồi ông. Lâu rồi em chết luôn. Anh Ngân nó tê tê cho cây bịch cây mấy cái cây đó kìa. Về mẹ nhận không ra luôn. Về tư tả. Ngu ghê trời. Ông tụt vô trong cái bụng á. Mà câu biết đâu. Lanh chanh thì chết luôn. Mày ghê á. Tuy tình. Không em là sợ nhất mỗi lần mà câu. Không ở quê bò, tính ra nhiều không? Cái nghĩ ra nhiều cái vui gì. Mà nguy hiểm mà. Cái này nguy hiểm luôn. Cũng lâu giống mẹ sáng luôn á. Chị Duyên nghe mình xưa bị chấm dây cắn mà suýt gọi là lòi ruột đó chị Loan. Nè, mà ông bò cũng ghê nghe, dở không hay?
bò mà thấy áo đỏ là hút thiệt đó. Kinh lắm. Trời, bữa hôm nay về về quê chị đi chở theo con áo đỏ nữa, nghĩ là áo đỏ ấm đỏ kìa, áo ấm u bò giấy thì may mà đi xe máy đi xe là đi chi là chứ cha rồi dí mà dí ghê luôn á. U chuồng ngỗng kẹp đi chị, chuồng cạp em cứ cười nhất là cắn đào lắm đó.